Vâng, sau khi dự lễ khánh thành cổng làng Gừng, thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, Thanh huyện Hải Dương, chúng ta cùng nhau vào tham quan làng Gừng. Vâng, sau cánh cổng làng Gừng, tất cả những nét đẹp, những thành tích về văn hóa xã hội, những danh lam thắng cảnh của làng Gừng sẽ được ống kính Hương Sắc Độ Sinh ghi lại để chia sẻ với các bạn. Vâng, đến với làng Gừng, giáo xứ Thúy Lâm là địa điểm mà chúng tôi sẽ dừng chân để tham quan và chia sẻ với các bạn. Được rồi. Giáo xứ Thúy Lâm. Chuẩn bị để mừng Chúa Giáng sinh 2020 đây. Xây dựng từ năm 1930. Anh ạ. Vâng, gác chuông. Và đại tu năm 2007. 1930. 90 năm rồi. Đi, mình quay chỗ ra. Ra đi bình an, đó là câu cầu chúc cho muôn người. Chúng ta mong sao có một cuộc sống bình an, tốt đời đẹp đạo. Vâng, làng quê Thanh Bình, bên dòng sông Cửu An. Cũng là hình ảnh của làng Gừng.
tôi thấy cái hình ảnh của nhà thờ giáo sư Thúy Lâm từ xa rất là tuyệt vời. Vâng, và chúng ta cùng nhau đi thăm quanh làng Thực để được nhìn thấy những cái phát triển từng ngày từng giờ, một cái nông thôn đổi mới rất là rạng rỡ. Cầu có mấy mét này á? Vâng, cầu này rất là ngắn. Mà từ thời Pháp à? Đúng rồi. Rồi, vừa đi qua rồi. Và bây giờ chúng ta đến với giếng Cô Tiên. Vâng. Mà bây giờ đang ấy sen đấy hả? Được rồi. Vâng, đây là giếng Cô Tiên. Vâng, và đến thăm giếng Cô Tiên tôi có được giao lưu với ông Đào Văn Bền. Vâng, ông Đào Văn Bền là trưởng thôn Thúy Lâm. Ông ơi, thế cái giếng Cô Tiên này thì sự tích giếng Cô Tiên thì mình có cái ông cho anh em trong truyền hình biết là cái giếng Cô Tiên thì là cái gốc tích, cái cổ tích nó thế nào ạ? Cái sự tích thì sao? Này thì thực sự nó có từ lâu lắm. Vâng. Từ cái đời cỏ ngày xưa cơ, chứ còn những tôi giờ cái tuổi như tôi bây giờ thì có biết cái giếng này mà cũng có tát mốc ở cái giếng này rồi. Vâng. Ngày xưa là cũng cả làng cùng đều ăn ở cái nước này bởi vì cái giếng này nó rất là trong, rất là sạch. Vâng. Nhưng mà từ cái thời kỳ mà coi nghĩa là bờ cõi nó bị lở nát xong rồi chăn nuôi phát triển kinh tế là nó bị ô nhiễm. Thế cho nên là trong đó là cái nước sạch nông thôn là đa số các gia đình là sử dụng. Vâng. Các cái nguồn nước sạch không sử dụng thì bây giờ mình không dùng giếng đất để sinh hoạt nữa. Chứ còn vâng. Giếng thì nó vẫn là cái giếng bây giờ chỉ là một cái giếng để trồng sen thôi ạ. Thì vâng. Bây giờ có nghĩa là chỉ có để trồng sen để thế tại sao gọi là giếng Cô Tiên hả ông? Ngày xưa các cụ truyền thuyết lại là cứ gọi là giếng Cô Tiên. Các cụ còn hài và coi như là bỏ quả bồng ở đây mà về sau coi như là nó còn trôi tận ra ngoài sông Đồ Đáy. À cái thế và trôi theo đường nào thì không ai biết được. Không ai biết được. Mình cũng chỉ nghe thế thôi chứ mình vâng. Biết được. À đó là chuyện câu chuyện về giếng Cô Tiên. Các cụ ngày xưa. Ở làng Thúy Lâm. Thúy Lâm. Vâng, xin cảm ơn ông nhá. Vâng, chúng ta đi vào trong làng gừng, được chìm đắm trong cái cảnh rất là thanh bình. À, đúng với cái tên của dòng sông Cửu An.
đẹp quá. Những cánh diều tuổi thơ. Đội trại. Đây là khu vực đội trại à? Vâng. Chuẩn bị Giáng sinh rồi. Bây giờ chúng ta đi vào xóm đầu cổng. Đây là những cái xóm mà trong làng là xóm đầu tiên nhất đây. Vâng. Trước đây. Bây giờ mình đi ra thăm khu nghĩa địa và ước mơ của những người trong làng Gừng là muốn quy hoạch kiến thiết là một khu vực ở đây, chỗ này đường hai chiều và trở thành cái gần như cái công viên đấy, ra thành công viên và đi qua cái cổng đấy. Vườn Thánh Giáo xứ Thúy Lâm. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Và dựng xây xứ đạo công tiên tổ. Thắp sáng niềm tin phận cháu con. Đây là khu nghĩa địa. Bà con nhân dân làng Gừng. Và nhất là thôn Thúy Lâm đang có ước nguyện xây dựng khu này sẽ trở thành một công viên mà có thể mở con đường này thành con đường đôi để đi vào vườn địa thánh. Đây chính con đường này để dẫn vào trong làng. Đây cũng là cái ý tưởng xây dựng trong cái chương trình đổi mới về nông thôn. Mong bà con giáo xứ Thúy Lâm và những người con làng Gừng hướng về quê hương đất nước để chúng ta chung tay xây dựng.